Không, chào các anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nó chia sẻ với các video 2 chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ với các anh chị trận cờ 2. Trận này là trận chung kết. Vòng đầu diễn ra giữa Lại Lý Huynh và Lưu Tông Trạch. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Lưu Tông Trạch cầm đen hậu. Chúc các anh chị xem cờ vui vẻ.
Trang chuyên. 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 Trên đây thì Lưu Tông Trạch muốn cờ chữ vua. Mời các anh chị cùng xem vòng 2. Vòng 2 là Lý Huynh cầm đen hướng hậu, còn Lưu Tông Trạch cầm đỏ đầu tiên. Mời các anh chị cùng xem.
Trang Chuyên. 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 Trên đây, hiệu trong trạch mong cờ chủ hua. Video của em đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian quý báu để xem video của em. Các anh chị hãy cho em một like. Đừng quên đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn các anh chị. Xin chào các anh chị đây. Và hẹn gặp lại các anh chị video sau.